bạc xuống ghé thăm cá ngồng Sài Gòn. Vừa mấy hôm trước em cũng mới đi Malai về và cho nhập được một lô cá, thì vô tình em qua một cái trại em săn được một số ít cá đặc, rất là đặc biệt, phải nói là rất là hiếm trên thị trường đó. Thì xưa giờ thì anh cũng xem qua những cái con huyết pha phu này nọ, các cái rất là nhiều đúng không? Anh có xem qua được những cái con bói pha phu không? Nghe thôi chứ chưa được nhìn thấy. Dạ, thì nói chung á, đầu tiên về cái bói bắt buộc phải có chai đuôi. Thì hôm trước bên em mới vừa săn được 5 con bói pha phu. Anh thấy những cái con này size nó chỉ mới dao động khoảng tầm có 11 đến 13 cm đúng thôi. Rồi, ngắn cực kỳ luôn. Dạ, trường bói pha phu rất là hiếm anh nha, chứ không phải giống như huyết. Huyết thì bây giờ nó quá đại trà rồi. Con bói này nó sống bao lâu rồi em? Con cá này từ cái thời điểm mà em biết lúc mà là trứng á, là nó là năm 2023 tới giờ. 2023. Dạ, thì cái thời điểm đó là từ trứng là em đã dặn chạy là nhất định phải chừa lại cho em. Thì mới vừa mấy hôm trước em bay qua bên bển lửa bói nhí, thì em mới trực tiếp em xem những cái con này luôn. Và cuối cùng là tổng cộng là chạy đó sinh sản được 8 con, nhưng mà em chỉ lọc ra lại được có 5 con thôi. Các bạn thấy nè, đây nè. Nhìn cái con này nhìn nó cưng cưng lạ lạ làm sao, nhìn các bạn thấy không, nó nhỏ xíu bằng bằng một con cá phi phụng à. Size này nó bé lắm nha anh, nó mới size dao động khoảng tầm có 11 12 cm thôi. Đây nhưng mà anh thấy nè, bắt đầu chai đuôi đã nổi lên rồi. Còn nó đã lớn nó nhỏ nhưng mà nó đã già rồi. Những con này em nói thật với anh, nếu như chỉ cần bỏ thêm một ít thời gian ra để chăm chuốt cái độ gù này nọ, body này nọ, tất cả các cái nó sẽ phát triển rất là tốt. Vì những con này lúc rất là nhỏ là nó đã gãy rất là đẹp rồi. Nó gãy cái thế nó đẹp, cái thế nó lạ. Nói chung là chú đồ bạc thực tình mà nói là không có thiện cảm đến mấy cái dòng pha phu. Thực tình là mình nhìn, nhưng mà nhìn mấy con pha phu này nhìn thấy cưng. Thấy nó thấy dễ thương, thấy nó hay hay, chứ còn mình thấy pha phu, cái pha phu cái gãy của nó không có kỳ cục. Ha, đẹp cái lưng nó chỉ gãy chỗ đây, có nhiều cái con mà gãy ngay cái đầu mình không thích. Gãy cái gù này đẹp nè ha. Mà cái con này giá trị thì nó cao mà. Nói chung thì giá trị của nó thì cũng tương đối rất là cao. Tại cái dòng bói pha phu thì thật sự ở ngoài thị trường rất là hiếm. Bởi vì em nói thật sự thì một năm á, chưa chắc gì em kiếm được. Năm nay rất là may mắn. Em nói là vô tình đợt đi đầu đầu năm là em vô tình em tìm được những con pha phu này luôn. Đó. Là tổng là có 8 con, nhưng mà những cái con kia nó bị méo hay là gì đó nó, em không có lấy được. Chỉ cuối cùng chỉ lấy được 5 con này thôi. Năm con này hiện giờ em giao lưu là bao nhiêu? Dao động khoảng tầm 3x anh. 30 củ trở lên. Dạ. 30 củ trở lên các bạn. Thì những em này lên em mốt nó bảo đảm là nó vàng nó đẹp, mà nuôi nó có phải đánh đèn mạnh không ạ? Bói thì mình cũng thấy hỗ trợ thêm cây đèn vào. Nhưng mà cái này là lúc nhỏ đã, lúc bé đã nhìn thấy là 100% là bói rồi, nên em nuôi cũng cứ yên tâm thôi. Phải cứ, nói chung cũng nuôi một con bói bình thường về cũng phải muốn đèn, muốn đẹp thì bơm lên đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi cho ăn kiểu con cái thì đương nhiên giống như nó bé nó nhỏ thì cho ăn ít thôi, chứ ăn nhiều thì nó không tốt thôi. Thì mình một ngày giống như em hiện tại đây thì mỗi ngày cũng hai cử, anh thấy có những cái con cá lóc bé bé lúc sáng nó ăn còn dư lại nè. Đương nhiên nó nhỏ con thì nó sẽ ăn ít thôi chứ đâu thể nào mà nó ăn nhiều được. Nói chung là mà thị trường là người ta cũng yêu chuộng mấy dòng này nhiều không? Dạ kiếm rất là nhiều nhưng mà không có. Cơ bản là hiện tại em cũng chưa báo ra cho khách của em là có những con này nữa. Là bữa chỉ sơ sơ là em qua bên bển là nhân viên có quay sơ, lướt sơ qua nhìn thấy những con bói này thôi là cũng rất là nhiều người hỏi. Nhưng mà tới bây giờ em vẫn chưa báo thực tế ra cho khách nữa. Về được mấy ba mấy hôm em? Dạ khoảng được 7 hôm mà. Anh nhìn thấy cá nó ăn khỏe mạnh. Cỡ vậy là giao lưu được rồi phải không anh? Dạ bây giờ là ok rồi. Nhưng mà mấy em này thì nói thật thì nếu như mà em bạc cơ bản em là em muốn giữ là em nuôi thêm thời gian nữa. Tại vì nhìn cái những cái thế gãy con rất là đẹp. Đúng rồi, nó hiếm. Thế gãy nó đẹp. Nó vừa sọt vừa pha phu luôn. Dạ nó gãy lưng lên đấy. Cái như cái con này không bằng nè, thực tất cái con này để nó hơi dài đúng không em? Dạ, con này không biết anh. Ý nói cái con kiểu giống như vậy là thường là nó dài nè. Dạ. Nó dài, còn cái mấy con này nó ngắn mà nó đã lên gù nhiều đúng không ạ? Dạ, hiếm đúng. Là hiếm cái đó đúng không ạ? Mấy con này là em lựa tỉ mỉ lắm. Ngoài cái phần pha phu ra em còn phải xem luôn cả những cái đuôi càng. Và thậm chí em còn phải kiểm tra luôn cả chai đuôi. Tại vì bên chủ trại báo ra là bói thì thực tế cá nhỏ như vậy rất là khó mà lên được cái chai đuôi. Nhưng mà một phần là do con pha phu là cơ bản con cá nó già hơn con cá bình thường gấp đôi đó, nên nhiều con bắt đầu đã nổ chai đuôi hết rồi đấy, cũng không có sợ mà mua lầm hay gì hết. Đẹp đẹp, nói chung là đặc. Hôm nay được đến đây mà được thấy mấy dòng này, nói chung là chú Lục Hoạt cũng rất là khoái, các bạn biết rồi, thích về cá cho nên là những cá lạ để biết về kiến thức với nhìn coi để nói này nói nọ, cho nên cảm ơn rất là nhiều.